Quý thính giả đang nghe Lãng Đãng Dấu Xưa. Mỗi kỳ phát sóng, chương trình muốn đưa quý thính giả trở về những miền ký ức gắn liền với tuổi thơ. Hôm nay là quà niệm về chợ quê. Cẩm Nguyên nghĩ rằng chợ là nơi thân thuộc với tất cả chúng ta. Ai cũng ít nhất một lần đi chợ. Dù hiện nay các siêu thị Bách Hóa Xanh mọc lên ở khắp nơi, nhưng chợ truyền thống là nơi không thể thay thế được. Với người dân quê, ai cũng thích đi chợ. Không mua sắm thì đi ngắm đi chơi, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn. Chợ quê là nơi gắn kết tình người. Và thật ra thì chợ quê á, dù bất kỳ ở đâu á, cũng rất là thú vị, bởi nó đẹp bình dị và gắn liền với những kỷ niệm mà dù cho thời gian có trôi đi, ai xa quê rồi cũng sẽ nhớ về những buổi đi chợ quê. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là nơi ta sinh ra lớn lên, gắn liền với những kỷ niệm về một tuổi thơ êm đềm. Quê hương gắn với những chiều ngã mình trên lưng trâu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với tiếng diều sáo. Quê hương gắn với những cánh cò, những rặng tre rì rào, những cánh đồng lúa chín thơm vàng ửng. Quê hương gắn với giọt mồ hôi của những người nông dân, lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ và cả những buổi sớm tinh mơ cùng bà, cùng mẹ đi chợ quê. Phiên chợ bắt đầu từ lúc sáng sớm, khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, những tia nắng đầu tiên còn chưa chiếu xuống mặt đất, màn đêm vẫn còn bao phủ khắp không gian và làn sương trắng mỏng như tấm màn vẫn chưa tan hết. Bầu trời vẫn còn tối đen. Mọi người đã lục đục sắp xếp và đến chợ để lựa chọn cho mình những chỗ ngồi tốt nhất. Nói là chợ, nhưng thực ra là một bãi đất trống bằng phẳng và rộng rãi. Vì phiên chợ họp thường xuyên nên có những cái sạp được người ta dựng lên, dù không phải tạm bợ nhưng cũng không phải là kiên cố vững chắc. Ông mặt trời đã thức dậy, tỏa những tia nắng xuống mặt đất. Nắng lên làm cho những làn sương mỏng tan dần, chỉ còn lại những giọt nước trong veo đọng trên cỏ, long lanh như những hạt ngọc. Giữa không gian tinh khôi của buổi sớm, tôi hít một hơi thật sâu để không khí trong lành lấp đầy trong phổi. Trên cành cây, chim chóc đã bắt đầu cất tiếng hót, bắt đầu một ngày mới. Những chú ong bướm cũng rời tổ đi kiếm mật. Hoa bắt đầu hé nở, tỏa ra mùi hương thơm mát. Phía xa, từng đám mây trắng vẫn lững lờ lưng chừng núi như chẳng muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình nữa. Người đến chợ ngày càng đông, đủ mọi mặt hàng được bày bán. Phía cuối là chợ cá, những con cá tươi ngon, dãy bạc trắng, miệng vẫn còn ngáp ngáp để thở, được bày trên những cái mẹt được lót lá chuối hoặc là một tấm lưới giống như chiếu nhưng được đan dày hơn. Người bán hàng là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi. Nước da của cô ấy ngăm ngăm, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn dù rất nhiều khách hàng hỏi. Ngồi gần đó là cô bán rau, những mớ rau xanh non mát mắt được bó thành từng bó nhỏ nhỏ xinh và được sắp xếp gọn gàng. Sạp hàng của cô nho nhỏ mà lại đầy màu sắc. Góc bàn cô bày nào rau muống, rau cải, rau ngót. Chính giữa là những túi nhỏ đựng các loại rau thơm. Cô bán hàng như một người nghệ sĩ, chỉ cần ai đó nói muốn mua rau gì, tay cô lại thoăn thoắt, vừa lấy rau vừa gói lại cẩn thận, miệng thì trò chuyện tươi cười. Chợ quê thường họp rất sớm và tan cũng nhanh như khi nó bắt đầu. Phần vì không có nhiều hàng quá, phần vì chợ họp sớm, tan nhanh để người dân còn kịp về lo công việc đồng áng, công việc gia đình. Nét đặc trưng của chợ quê là tính tự cung, tự cấp. Hầu hết những món hàng được bày bán ở chợ đều do người dân tự tái trồng hoặc làm ra. Tại khu chợ cũng có các tiểu thương buôn bán chuyên nghiệp hơn với những sạp hàng cố định, nhưng số đó không nhiều. Đôi khi chỉ là buồng cao, chục trứng, con gà, mớ rau của nhà trồng được. Bán thứ mình có và mua thứ mình cần. Cứ như vậy, người dân đi chợ đôi khi đóng vai cả người bán và người mua. Điều này ở chợ thành thị ít khi có. Vì vậy, nó tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt cho mỗi phiên chợ quê truyền thống.
Mới mờ sáng, ngoài đã thúc tôi dậy đi chợ. Cái này là thể theo yêu cầu của cháu gái tối trước khi đi ngủ, bữa nào cũng dặn đi dặn lại, ngoại nhớ kêu con dậy đi chợ với ngoại nghe. Bữa nào ngoại thấy ngủ mê quá không nỡ kêu dậy là sáng ra cháu gái mặt mày bí xì, giận ngoe quẩy cả buổi trưa thôi. Trời chưa rõ mặt, tôi bước thấp bước cao theo ngoại men theo lối ven sông đi chợ. Con đường đi sướng chân lắm, vì ai nấy đều đi chân đất, lối đi được bao bạc chân qua lại nện bước mỗi ngày nên nhẵn thính mát rượi. Tôi thường đếm mấy cây cầu để biết đường còn bao xa thì tới. Cầu này là cầu Quán Chị Bông, đi thêm một đoạn nữa là cầu Ông Ba Hớt Tóc, chút nữa là tới cầu Hai Cây Gòn. Mấy cái tên cầu là do tôi tự đặt, chứ ai hơi đâu mà đặt tên cầu. Ở cái xứ bước 3-7 bước là gặp cầu như quê ngoại. Tôi hay nhớ mấy cây cầu vì mỗi lần qua cầu là một lần thử thách. Thân mình thì nhỏ bé, cao chưa tới tay vịn. Cầu thì chỉ là một thân cây gác trên 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 cọc xóc chéo, có khi còn trung trinh nữa chứ. Mỗi bước mỗi dò dẫm, tay giới lên chấp chới thành tre tay vịn mà tim đập thon thót. Qua được cây cầu là thở ra mấy lượt. Bữa nào nước lớn ngập lé đé thân cầu thì lo lỡ té bơi sao nổi. Gặp nửa nước ròng còn sợ hơn, vì qua cầu lúc đó nhìn xuống chân thấy sâu hút đầy bùn sình. Qua cầu sợ vậy mà cứ thích đi chợ. Chợ quê hấp dẫn lắm trong con mắt của những đứa trẻ như tôi. Chợ hợp ngay trên con đường uốn lượn ven sông. Tới đầu chợ là ngoại hỏi sáng nay muốn ăn gì. Tôi tha hồ chọn lựa: bánh cạm phủ đường ngọt liệm, bánh da lợn khoanh trắng khoanh xanh, bánh tằm cộng xanh cộng trắng, chan đẫm nước cốt dừa. Lót miếng lá chuối ngồi bệt xuống đất, tay cầm bánh, ngoại dặn: ngồi yên ở đó nghe, cho ngoại đi chợ. Vậy là tôi ngoan ngoãn, vừa ăn bánh, vừa nhìn cảnh chợ rộn ràng trước mặt. Tiếng dầm khua nước, tiếng xuồng cặp mạng gia vào nhau lợp cợp, tiếng gà vịt lục cục, mùi cà phê phảng phất, xôn xao giọng chào hỏi. Chợ nhỏ nên ai nấy đều quen biết nhau, tất cả tạo thành một cảm giác hấp dẫn đến lạ kỳ đối với tôi khi đó. Trên đường về, ngoại hay mướn xuồng cho ngồi, dò dẫm trên chiếc cầu che ra mé sông, nhón chân bước xuống chiếc xuồng đang cặp mũi cạnh cầu. Xuồng nhỏ xíu, chồng chành như chiếc lá. Ngồi vững dưới xuồng, tôi mới thấy yên tâm, thả tay ngoại, rồi thò tay xuống sông cho nước chảy luồn qua kẽ ngón. Bữa nào bơi xuồng thấy lục bình trôi ngang mà trổ bông là nặng nặc đòi hái cho kỳ được, cầm nhánh bông mà sướng trơn cả người. Ai đó thật có lý khi nói rằng muốn biết đời sống của một vùng quê nào đó ra sao thì hãy ra ngắm chợ. Chợ là trung tâm văn hóa, chợ là hồn quê. Cái hồn Việt ấy thể hiện từ Bắc chí Nam, từ xuôi lên ngược, dù trên bến hay dưới thuyền, dù giữa lòng sông hay trên sườn núi, dù vùng sầm uất trù phú hay vùng nông thôn nghèo, bóng dáng chợ quê cũng không khác nhau mấy. Một lúc nào đó, ở nơi chốn nào đó ta qua, trên bước đường tha hương, chợt gặp lại hình bóng ta xưa bên quán lá liêu xiêu, những quán lá lúc xao động sắc màu. Chợ quê đó, lòng chợt ngân lên trưng trưng trong cảm xúc hoài niệm. Chợ quê đã đi vào tâm thức của mỗi người, hòa vào dòng chảy văn hóa ngàn đời của dân cư Việt, với những nét truyền thống thật khó phai mờ. Chợ ghi lại những dấu ấn đặc trưng, nơi bán mua, chứng kiến cuộc mưu sinh và đổi thay. Cuộc sống ngày càng đi lên, tại các đô thị, trung tâm thương mại, siêu thị dần dần thay thế chợ truyền thống. Con người ta vội vã, tất bật hơn với cuộc sống, nên không còn dành nhiều thời gian cho việc đi chợ. Đi chợ không còn là thú vui, không để gặp gỡ, trao đổi giữa các bà mẹ, cô chú, mà đi chợ chỉ để phục vụ nhu cầu mua sắm những thứ thiết yếu trong hàng ngày, và nét đặc trưng văn hóa dần cũng không còn được thể hiện ở những khu chợ hiện đại. Có lẽ đối với những người thôn quê, chợ phiên vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Nó đã trở thành một cái gì đó gần gũi, đã đi vào tiềm thức, tâm hồn bằng những hình ảnh mộc mạc,
thân quen. Ngày nay trong bộn bề hối hả của cuộc sống, nhiều người vẫn tìm về với những phiên chợ truyền thống, không phải để mua, để bán, mà như một cách trở về với ký ức. Bởi chợ quê vẫn luôn là nơi lưu giữ nét văn hóa, là nơi lưu giữ hồn quê, là nơi ta tìm về cái gọi là nguồn cội. Ngọc Trân, Cẩm Nguyên, những người thực hiện chương trình, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.